Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh của Đạt. Tôi sẽ mua những cái món đồ cũng như là những cái thứ mà tôi sẽ chuẩn bị trước khi mà chúng tôi đi Hồng Kông. Có thể là lát nữa là Đạt sẽ chạy ra tiệm vàng để đổi tiền Hồng Kông và mua một số những cái bánh cũng như là những cái món đồ ăn mà để Tuấn Anh có thể là úp cáp trước khi mà lên sàn và một số những cái đồ linh tinh nữa. Rồi đi qua còn một cái đường đây để chỉ đường cho. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi rút tiền mặt, tại vì thường đổi tiền người ta không có dòng chuyển khoản, cho nên là giờ phải đi rút tiền mặt. Chắc là tôi sẽ đổi qua bên Hồng Kông chắc cỡ 15 triệu là vừa. Qua đó cũng không có đi du lịch, cũng không có đi chơi gì. Qua đó thì chỉ có tốn tiền xe cộ cái thứ rồi tiền ăn uống thôi. Chắc 15 triệu là đủ cho ba người. Đợt này đi Hồng Kông có em tôi nữa. Em tôi thì nó vừa mới đi thực tập bệnh viện xong, không mà nó được nghỉ đâu đó 1-2 tuần. Thế là tôi lôi nó đi đi chơi với tôi luôn. Em thôi thì nó đang đi vô kia nó đổi tiền. Ủa có cái tay cầm không? Mượn cái tay cầm này nè. Rồi, ok, đến mượn nha. Rồi, cảm ơn nha. Xong, chúng ta đã có cái dây để quanh úp. Giờ chúng ta sẽ đi về. Mẹ nó nắng quá. Mẹ, hello các bạn đi em. Hello các bạn. Bạn giao quần của em vào được tới mấy cái đây? Ba cái. Ba cái luôn hả? Ba cái quần, một cái quần chung la với lại là hai cái quần. À, cái quần chung la hồi bữa đúng không? Vâng. Ok, lớp. Lớp. Ba cái bạn vào MBC 22 tháng 9. Ok. Hiện tại bây giờ tôi đang chuẩn bị những món đồ mà sắp tới là sẽ mang đi thi. Thứ nhất là visa, hộ chiếu, dây quanh úp, đồ để úp cáp, bơ đậu phộng. Có một cái đầu đổi, thường thì mấy cái này các bạn nên mua một cái, nếu như mà các bạn đi nước ngoài nước nào thì nó có đầy đủ hết tất cả các đầu luôn nè. Thì các bạn có thể là dùng ở đâu cũng được, đầu nào cũng được thì các bạn đổi. Đó, thì Hồng Kông thì như nó cái đầu dẻ này sao á, đầu ba chấu chứ. Đó, cho nên là mua sẵn luôn. Rồi, và một cái quần. Quần này là quần thi đấu. Thì mai là tôi sẽ đi chuyến bay vào lúc 11:30. Giờ là cũng 9 giờ rồi. Mà cả ngày hôm nay đi ra ngoài đi mua mấy cái đồ linh tinh các thứ thì cũng nhiều á. Đó thì bây giờ tôi soạn đồ đây. Hiện tại là đã đang nấu 2 ký ức gà với khoảng tầm 1 ký bò thì có thể là mang qua đó để cho Tuấn Anh ăn luôn. Từ ngày ngày 2 thì Tuấn Anh chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi. Ngày 3 ngày 4 lấy cái này xong để cho trong tủ lạnh thôi là xong. Kiểu như là qua bên đó mỗi lần nấu nướng cũng phiền á. Cái này là gà nấu chậm các bạn, xong rồi mình để trong ngăn mát. Thủ sẵn mì tôm nữa. Tại vì nhiều khi mỗi lần đi ăn bên đó, một là nó mắc, cũng không có quen ăn được đồ ăn bên đó hay như thế nào. Đợt đạt qua Hồng Kông thì nói chung là ăn cũng hơi khó ăn nữa, tại ăn bên đó nó sao sao á. The next day. Thì hôm nay là ngày Quốc Khánh 2/9. Đã chuẩn bị xong hết tất cả những cái đồ cần thiết để mà đi Hồng Kông. Đầy đủ đồ rồi. Chúng ta sẽ lên đường. Thanh niên đang chơi game. Mùa nào siết cũng chơi game. Hẹn gặp lại các bạn ở sân bay Hồng Kông nha. Có cá, khoai tây, kẹp. Riêng tôi thì được ăn 2 phần. Tôi được ăn luôn phần của Tuấn Anh. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hiện tại tôi đã đến sân bay Hồng Kông. Giờ là chuẩn bị vô nhập cảnh. Tôi với Tuấn Anh đã tới sân bay Hồng Kông. Thì bây giờ là sẽ ra nhà xe để đón. Có thuê xe trước để đón về khách sạn luôn. Nam thanh niên vừa mới bước xuống Hồng Kông là phải nhắn tin báo cho vợ ngay. Ok, thank you.
Anh chết mà anh ạ, còn ăn hơn người bình thường nữa. Thì Đạt vừa mới làm xong thủ tục, chúng tôi sẽ lên nhận phòng. Đây là có máy lọc không khí siêu cấp luôn. Cái này có cả cái chỗ để nước luôn các bạn, đỡ phải đi mua nước, ngon. Nói chung lần này đi cũng đỡ mệt hơn những lần trước. Đúng một đường đi. Phê. Phê. Không có bếp rồi. Đây là căn hộ. View ngon á. Má này dẫn người yêu đi được này. Má phải để đồ vô trong này, không biết là nổi không nữa. Rồi, bây giờ là xếp đồ các bạn. Ta có mì tôm. Nói chung là cứ phải thủ, tại vì một dĩa cơm bên này nó cũng mắc á. Bữa đợt tôi cũng vào bên Điền một dĩa cơm đâu đó cũng gần 100.000 á. Nên là thôi, đợt này đi gom góp được bao nhiêu rồi là... Ồ, đi hết vào đây rồi. Tiền là... kiếm khó nhưng mà tiêu thì nhanh. Tiêu nhanh lắm. Nên là đợt này mua... Nhưng mà mình phải sang đây mình mới biết là tiền bên này nó đắt hơn tiền cả Việt Nam gấp đồ ăn nó bắt đắt gấp 3 lần. Đúng rồi, ra có bốc tát và bơ đậu phụ cũng để lên lô. Nó như một cái quầy tạp hóa. Dây khởi động. The Vodka. Ngày mai chúng ta sẽ nhậu. Rượu. Đó, chúng ta có một cái tiệm tạp hóa mini. Quá là tuyệt vời. Chúng ta có măng tây cho ngày mai. Có gà. Có bò. Bây giờ tôi sẽ đi lấy nước. Bây giờ Đạt sẽ đi lấy nước đấy. Ồ, có đo luôn. Tiết kiệm được bao nhiêu chai nước nhựa. Mỗi lần mà các bạn lấy nước là nó sẽ tiết kiệm này. Cái món này là một chai nước này. Cái này là một chai nước. Nói thêm phát nữa lại. Bây giờ là ăn uống xong xuôi rồi. Chắc là tôi sẽ phải ngồi làm lịch ăn cho tối nay ngày mai. Kết thúc ngày đầu tiên. Nay cũng hơi mệt rồi. Nên là chúng ta kết thúc vlog ngày hôm nay. Hẹn các bạn vào ngày thứ hai. Thì bây giờ là Đạt đang đi mua đồ ăn cho tối ăn. Nói chung qua đây đi bộ khá là nhiệt. Mua đồ, mua cơm với lại mấy cái bánh ngọt để chuẩn bị đi để bốc cát trước ngày đi thi đấu.
hôm qua đi cái Đạt làm rơi mất cái máy camera, cho nên là toàn bộ vlog ngày hôm nay sẽ là sử dụng bằng điện thoại, cho nên là cái độ phân giải nó sẽ không được tốt. Nói chung là hôm qua đi là đi xong rồi cái nhiều việc á, chứ xong rồi để quên ở ngoài luôn cái máy quay, nên là giờ là phải quay bằng điện thoại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có ngày sau đây. Years ago, they had the A&R men to tell you what to play, how to play it, you know, whether it's disco or rock. But we just went in the studio and we did it. We had champagne in the studio, of course, you know, compliments of the company. And we just laid back and did it. So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it for you. Because we had a ball. Only real music's gonna last.